Ê mọi người ơi, giọt nước mỡ hành với cá kèo nước muối ớt. Tết nhất gì tầm này? Nó nướng mà nó sợ văng mà nó vậy nó bảo vệ cái nhan sắc của nó nè. Hết sức không? Còn đây nè, anh nuôi. Đây anh nuôi của anh nuôi là chuyên gia vấn đề hậu cần này kia, bắt dọp rồi chuẩn bị rồi là anh lo mà mới qua sẽ làm theo clip tiếp theo mà để dọp này thì ở dưới nhà thơ cũng có, ở dưới mé sông cũng nhiều lắm, khi nào có dịp thì thơ quay cái clip đi bắt dọp để cho anh nuôi của thơ đi bắt dọp, bắt thì thơ quay clip gửi cho mọi người coi nha, mê lắm. Dạp tự nhiên, cá kèo cũng tự nhiên luôn. Dưới thôi thì dọp này ở dưới, thường là ở dưới mé lá. Mé lá ở dưới mé sông. Ai làm gì làm. Mẹ ngồi ăn ơi. Thôi, ăn xong bỏ vào đây. Nhưng mà dọp này đừng cái nước nó lên dữ lắm. Nên mình luộc sơ sơ nhẹ nhẹ cái. Bây giờ mình chẻ ra cái, mình chắc nước. Chắc nước bỏ lên nướng nó đỡ tắt than. Đừng làm vậy con. Đó, xong nước ngồi đây à, mát. Bây giờ thường con Tết này dưới ở dưới nhà mình thì chỉ có mùa lúa, một mùa lúa. Với mình nuôi tôm không, giờ lúa rồi xong rồi. Giờ qua nuôi tôm nên vuông nước nó mênh mông này vậy. Đang thả giống ở dưới rồi. Thả cua ở dưới mà mớ cua lớn, làm clip rập cua cho mấy bạn xem. Đây xuồng để dành ông bơi đừng cho tôm ăn. Đây này này rộng rộng tép rộng cá. Đây cái rộng nhà tự làm tự chế. Giờ em tép đặt vuông rộng. Tép dữ lắm mà không biết giờ để dở lên cho mọi người coi. Cái ổi này trông thấy cũng lâu lắm rồi mà thôi chưa ăn được cái nào hết trơn. Bia rồi, có bia vô rút lên. Cho rút bia anh em mình làm kế đi. Cái kèo này ở dưới miền Tây mình gọi cái ao này nè mấy bạn bằng cái vuông, nên nói cái vuông nhiều khi mấy bạn không hiểu là cái vuông là cái gì. Mấy cá này nó ở dưới đó, cá này tự có thôi chứ nhà mình không có nuôi. Ăn nó thịt của nó cứng, thịt nó dai hơn cá kèo nuôi, ngọt. Nướng này ăn bá cháy luôn. Anh hai bước nhà lấy cái ly anh hai. Tết thì mình cũng phải nhâm nhi vài ly rượu. Một hai cốc bia. Nó có không khí Tết nhưng mà nhậu xong rồi anh em ngủ nhà luôn chứ cũng không dám chạy xe ra đường đâu. Tết này ra đường với chuẩn bị 7-8 triệu nên chắc nhậu vòng vòng không cái mà chứ. Cái nhà lá vườn thì nó vui hơn rồi. Không có dám đi ra ngoài luôn.
nhậu xong xách theo cái mền với cái chiếc chiếu, không cái mền rồi, rồi cái mền theo là ngủ luôn tại chỗ chứ đâu có dám chạy về. Ôi, ôi, ôi. Đây mấy gà đá của ông ngoại. Thêm đây nè, đang bắp con hình rồi, đâu chó con hình mới ngồi được chứ không quậy quách rồi quậy à. Nè bút cho nè. Đây 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 chị bút cho. Trời ơi, khó dữ ha. Có ba người à, tôi với tôi. Chắc đủ má. Quên quên. Đây nhảy nhà ạ. Chứ có ai nhậu đâu, giờ bài ra nhậu rồi không ai rủ tên, giờ bài ra nhậu chứ sao, bài ra giờ... Người ta nhậu người ta không rủ mình thì mình cũng không rủ ai. Ra đây chơi, tính rủ ra đây chơi đây nè. Hay lắm hả, anh chuyên cứ chơi vậy. Mày mày mà, nó chơi ra nhậu. Nhẹ nhẹ cái rồi mình vô nha. Đang quay clip nữa nè. Thôi à. Kiếm về. Kiếm đi. Thiếu vô, thiếu vô. Kiếm về đi rồi ăn, ăn lại. Để chơi nè. Chị thôi nha. Thôi. Nha, đang có được tiếp. Nãy ngon mà giờ ớt thêm miếng muối nữa rồi bạn. Mình mời mọi người nha. Nhưng mà bạn khỏi chấm ớt. Rồi đâu lên. Vô. Tới đó. Tới là mình là phải có chén rượu, chén bia. Mấy con không biết Tết chứ không phải là mình có ăn có nhậu. Mời mọi người nha. Tết là phải có chén rượu, chén bia nó mới có không khí. Vô cái đi ốc lên. Nhưng mà mấy mình nhậu dân giả vậy nè, mấy mình ngủ ở nhà luôn chứ cũng không dám chạy ra đường nữa. Đi đây kìa, chắc đêm mòn quá, đi đâu về được. Mấy mình quay vô tấp, mấy mình quay chân thật luôn. Dạ, một mình tôi chấp hết vợ chồng hai bà. Mấy ăn đuông bữa ấy hả 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 nước dây. Ờ nước dây. Phú phú chị nào xuống. Chồng em chắc chịu quá. Đâu rồi, có cú xe không? Anh bắt công chuyện rồi. Bắt lát bọt không? Ủa?
Giật mình rồi. Rồi mình vô cái nha. Đốt bia lắm mình vô cái nha. Bọt rồi mà. Mình quay về cho mấy bạn Sài Gòn biết mấy mình ăn nhậu dân giả nó ra làm sao. Để mấy bạn nhậu quán, nhậu xá đâu mấy bạn không biết. Ôi da trời ơi nóng nổ. Vô vô mọi người ơi. Thôi nướng nhiêu giọt thì được. Em không hết à. Cái kẹo này ngon lắm rồi, nhiêu giọng nhóc tép luôn. Thôi mình vô cái, mình vô cái. Rồi vô cái chúc mừng năm mới nha. Happy, Happy New Year, New Year. Ăn thử cái kẹo anh ơi. Cho em cảm nhận nghe cái giòn nó có hành này. Thơm. Thơm hả? Làm thử thì làm coi lại hết sao nhỉ kìa, nãy giờ không lên nói gì đâu. Tại anh coi sao em mới trước. Cua da trời rớt. Tép đất ngon mê ly. Không xuất sắc. Vô vô vô. Vô mọi người. Vô. Tay ổng càng cái rủ lên nhậu không lên thì chào ổng cái. Nhớ không nhớ gì, nhớ đi lấy đá mà quên á. Nắng quá. Nắng hơn mặt cá kẹo nữa. Ngon lắm. Mẹ móc cái kẹo ngon quá anh này. Kẹo cũng mới mà. Ngon. Về chứ mới nhậu bữa nay. Nay mùng 2 ai cũng bận biểu sơn mọi người. Bây giờ
Đờm ga, đờm ga thấy không? Mát. Con cá kèo quá. Kèo nuôi rồi. Cái kèo vuông, vuông rộm. Và tục. Nước phần. Phần ghê hỏng không ta? Cái cay nữa. Bài vừa múa. Mình anh chấp hai chị em nè. Vô đây. Mình anh chấp hai chị em à. Vô. Rước nè. Ở đây đâu mà mạnh mà bia thì không mất rồi. Em mà đâu có bỏ. Tại nó uống rồi mà cái này lại hồi tính rồi. Vậy thôi, mình chào tạm biệt mọi người đi. Chúc cũng sắp tàn rồi. Vậy thôi, mình chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt.